Diện cùng một kiểu trang phục nhưng không phải mỹ nhân nào cũng được đánh giá cao về nhan sắc. Thậm chí không ít lần nữ chính còn bị dàn diễn viên phụ dìm hàng tơi tả. Không chỉ ngoài đời mà trên màn ảnh, việc đụng hàng trang phục cũng diễn ra như cơm bữa. Khi đặt lên bàn cân so sánh, không ít mỹ nhân Hoa ngữ lép vế trước đồng nghiệp dù diện bộ cánh giống hệt nhau. Trong đó phải kể đến 3 lần đụng độ trang phục của Dương Mịch trên màn ảnh. Lần đầu tiên là với Đồng Lệ Á trong phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc đã vô cùng thành công và giúp sự nghiệp của cặp đôi cung nữ Dương Mịch Đồng Lệ Á trở nên nổi tiếng. Dương Mịch và Đồng Lệ Á từng đụng hàng tạo hình cung nữ xuyên suốt bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Trong khi Dương Mịch hóa thân thành một cô cung nữ lanh lợi thông minh nhưng vô cùng nhân hậu và đáng yêu, thì Đồng Lệ Á mang vẻ đẹp dịu dàng, đài cát, cũng rất vui vẻ hòa đồng với mọi người trong cung. Tuy nhiên, nhờ sở hữu làn da trắng mịn và dáng vẻ thon thả mà Dương Mịch được cho là xinh đẹp hơn hẳn mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á. Đến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch lại tiếp tục có chung tạo hình với Trúc Tử Đan. Cụ thể, trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, có một phân cảnh huyền nữ Trúc Tử Đan dùng phép thuật để giả làm Bạch Thiển Dương Mịch. Cùng chung tạo hình, cả hai nữ diễn viên đều lột tả thành công vẻ nham hiểm, trơ tráo và độc ác của nhân vật. Với phân cảnh này, Dương Mịch hoàn toàn khiến khán giả u mê khi vào vai phản diện quá hoàn hảo. Toàn bộ bản chất con người của huyền nữ đều được bộc lộ, gương mặt thật của con người này là một kẻ không màng tự trọng, không từ thủ đoạn, dùng đủ mưu hèn kế bẩn chỉ để thoát thân. Khác hẳn với hai bộ phim trước, tạo hình của Dương Mịch trong Phù Dao Hoàng Hậu biến hóa vô cùng đa dạng, lúc cải nam trang, khi thì thanh thuần đáng yêu, rồi lại sắc sảo huyền bí. Tuy nhiên, dù là tạo hình có biến hóa như thế nào, thì mỗi lần nàng phù dao khoác lên mình bộ y phục đỏ đều khiến người xem trầm trồ vì quá đẹp. Có thể nói, dù diện chung một kiểu y phục nhưng Vương Hạc Nhuận trong Phù Dao Hoàng Hậu không lột tả được khí chất và thần thái như Dương Mịch. Bành Tiểu Nhiễm, Hà Hoàng Sang trong Quân Cửu Linh. Cùng với cổ phục màu đỏ, tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm và Hà Hoàng Sang trong Quân Cửu Linh cũng được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Trong Quân Cửu Linh, Hà Hoàng Sang hóa thân thành phiên bản đời đầu của Cửu Linh. Sau khi lên xe hoa thì phát hiện ra người giết cha mình năm xưa chính là hoàng đế, cũng là chú ruột của mình. Cô suýt bị phu quân hãm hại, sau này đã thay đổi diện mạo để trở thành một con người hoàn toàn mới, lên đường báo oán cho gia tộc. Tuy có thời lượng ít ỏi nhưng sự xuất hiện của Hà Hoàng Sang khiến người xem vô cùng thích thú. Tạo hình nương tử với giá y đỏ thẫm của cô nàng xinh đẹp rạng ngời được fan yêu thích không thua gì nữ chính Bành Tiểu Nhiễm. Dương Tử, Vương Nhất Phi, Trần Ngọc Kỳ trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong bộ phim cổ trang Hương Mật Tựa Khói Sương phát sóng vào năm 2018, Dương Tử và Vương Nhất Phi từng đụng tạo hình khi đều mặc trang phục ma hậu ở ma giới. Tuy nhiên, đoàn phim dành sự ưu ái hơn cho Dương Tử vì cô được trang điểm chỉnh chu hơn cũng như trang phục cầu kỳ hơn so với nữ phụ. Bên cạnh đó, Dương Tử cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ tạo hình này. Trong khi đó, Vương Nhất Phi vào vai công chúa Tuệ Hòa, dù cách trang điểm khá đơn giản, có phần già dặn hơn nữ chính, nhưng đổi lại với việc sở hữu nhan sắc và khí chất khó ai sánh kịp, nên nữ diễn viên được khán giả đánh giá có phần lớn ác so với Dương Tử. Triệu Lệ Dĩnh, Chu Thánh Y trong Sở Kiều Truyện. Khác hẳn với những bộ phim trước, lần đụng hàng của Triệu Lệ Dĩnh với nhân vật nữ phụ Chu Thánh Y khi hóa thân thành nha hoàn trong những tập đầu tiên của bộ phim Sở Kiều Truyện khiến khán giả không khỏi thất vọng. Mặc dù sở hữu nhan sắc vạn người mê, nhưng vóc dáng của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ được đánh giá cao, nhất là thời điểm đóng Sở Kiều, nữ hoàng rating còn ốm tông teo. Khi cùng diện kiểu trang phục nha hoàn với nữ phụ Chu Thánh Y, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn mất điểm với combo mái tóc vàng hoe rối ren khó hiểu và khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc. Chính những điều này đã khiến Triệu Lệ Dĩnh mất điểm trước khán giả, có phần lép vế hơn nữ phụ. Có lẽ trong sự nghiệp diễn xuất, phân cảnh này là một trong những khoảnh khắc khiến vợ cũ Phùng Thiều Phong phải cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến.